Xin chào quý bà con cô bác, mình là Bưởi Miền Tây đây. Hôm nay Bưởi Miền Tây sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác lô nền hai mặt tiền phía trước và phía sau luôn nha. Hẻm 115 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ. Diện tích đất của mình là đây là lô nền của mình nè, với diện tích chiều ngang là 4, chiều dài là 15, tổng diện tích là 60m², nhưng diện tích thực tế thì rộng hơn nha. Đất ở của mình là đất ở đô thị. Hướng của nền mình là hướng đông nam, lộ giới trước nền là 4m. Do nền hai mặt tiền nên rất là thoáng luôn, với giá bán là 1 tỷ 990 triệu đồng. Quý bà con cô bác mình quan tâm đến lô nền này, vui lòng liên hệ số điện thoại 0939 86 87 88 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và xin mời quý bà con cô bác mình tiếp tục tham quan lô nền cần bán thông qua video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình ở những video tiếp theo.